Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cuộc sống nơi rừng của mình nhé. Thì hôm nay mình đi vào ao mình vét cá, bắt cá để làm gỏi các bạn ạ. Các bạn nhớ đón xem nhé. Chắc là quăng chài thôi. Đấy, các bạn thấy ao to. Hiện tại là bọn mình đang quăng chài các bạn ạ. Không biết được con nào không? Dài này chắc 93 thôi, không phải 193. Cho anh cái một cái bên này. Quăng chài không được các bạn ạ. Giờ là phải chuyển phương án là sang vét thôi. Quăng không được con nào luôn ấy. Không được con nào các bạn ạ. Buồn lắm. Không được con nào luôn ấy. Trước mắt các bạn có thấy không? Đấy là lá ngón đấy các bạn ơi. Đấy là ngón. Đây là mình vào gần hơn nhé. Đây các bạn ạ, lá ngón này thì có hai loại. Một loại ăn được và một loại không ăn được. Đây nhá các bạn nhá. Loại này là loại ăn được. Còn cái loại mà không ăn được ấy là loại nó bé hơn. Nó bé hơn. Nó bé hơn và nó cứng hơn. Còn cái loại ăn được ấy, như các bạn đang thấy này, là nó lá nó to hơn, nó mịn hơn. Để làm món ăn thì các bạn có thể luộc này hoặc là xào tỏi đều được các bạn nhé. Xào với trứng đều được hết. Đây mình sẽ hái nhá. Loại này không hề có độc luôn. Ăn rất ngon luôn. Đây các bạn thấy lá to. Quá to. Lá này như kiểu lá vả ấy các bạn ạ. Nhưng mà không phải, nó rất là mềm. Nó mịn hơn nhiều. Bọn mình đã hái xong lá ngón rồi các bạn ạ. Chắc tí về xào tỏi thôi. Đây còn bây giờ bọn mình đang đi thì thấy nấm các bạn ơi. Đấy, mình cũng không biết đây là nấm gì nữa. Ăn rất tốt luôn, làm canh. Bạn mình đang hái cả măng các bạn ạ. Tí là có măng này, có lá ngón xào tỏi. Cá thì bọn mình không bắt được nên là mổ gà thôi các bạn ơi. Ui dồi ôi, cây măng to quá. Ui dồi ôi. Hôm nay dự là nhiều món ngon đấy các bạn ạ. Có lá ngón xào tỏi là mình thích lắm rồi. Thì rửa đi ra. Bây giờ là bọn mình làm lá ngón xào tỏi các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn phải phi tỏi lên đã, nó thơm đã. Xong rồi mới cho lá ngón vào. Đấy, như vậy là các bạn ạ, bọn mình đã cuối cùng thì cũng đã lên mâm rồi. Đây là món lá ngón xào tỏi nha các bạn nhé. Còn đây là những món tối nay bọn mình xuống nhà thằng bạn của mình thì cũng có làm bữa cơm. Thì đây, nhân tiện đây mình mời tất cả các bạn nhé.